tham khảo chơi. Đó thì anh em đổ cái bô. Đây thì cây 70 các bạn ơi, 70 blue thôi. Đó. Đổ quạt luôn hả? Ừ. Đó, bây giờ mình lên đây chủ yếu là mình quay cái bô cho anh em xem nha. Coi nè. Ôi giời, nguyên một sập tùm lum nữa đó nha các bạn, chứ không phải mà nó đứng không. Đúng là cây này. Đây phải nó đỉnh. Dở lên thì đây. Ồ, vậy là phải các bạn. Đây. Nó đi liền với cái hàm. Đây cái hàm đó các bạn. Anh em câu cái lò xo vô đây. Đây, câu cái lò xo vô đây các bạn. Mình buộc tăng đưa ở đây nha. Nếu mà cái hàm mà nguyên cái hàm này mình hạ xuống thì nó sẽ cái tăng đưa nó sẽ ăn cọng dây vô. Nó sẽ xiết cọng dây vô. Hỏi coi có ông nào mà mấy cài mà có con gái chưa, có chồng không, gả chịu luôn nè. Có gả chưa nè. Đang kiếm vợ dâu cho mẹ. Đang kiếm dâu cho mẹ. Đang kiếm vợ dâu cho mẹ. Hải hồn cho các bạn. Đúng là cây 70 nữa, chạy là đỉnh luôn á. Rồi các bạn coi tốc độ chạy kìa. Siêu lướt luôn không? Rồi đặc biệt là cây này là cái dàn quào tự động nè các bạn. Có anh em mà dở cao lên kiểu này là tự động nó ngắt ngắt nha. Nhưng mà anh em hạ xuống thì bắt đầu nó chạy các bạn. Để có dịp ba mình hỏi thăm anh em chơi. Coi kìa các bạn coi chạy kìa. Hải hồn tốc độ chưa? Trời ơi, cây này nó chạy phải nó là đỉnh luôn á trời. Nhưng mà anh em đổ cái bô luôn nha các bạn. Anh em đem cái bô lên trên. Bạn nghe nổ tét gàn luôn. Đang chạy giống ST các bạn. Lúc mà chạy tốc độ cỡ này luôn á. Mà chạy các bạn nghe kỹ máy không bừa luôn. Hết hồn kìa. Anh em chế cái dàn quào đó hay quá luôn. Dở cao lên thì nó ngưng. Mà mình hạ xuống thì dàn quào bắt đầu nó mới vào. Đó các bạn, anh em dở là vậy là nó ngưng đó. Nhưng mà tới hạ dàn quào xuống là nó chạy rồi. Nè các bạn coi tay anh em không có. Đó thấy không? Cái tay anh em không có chồm vô nha. Quá hay luôn. Nhưng mà cây này chạy tốc độ phải nó là siêu lướt thiệt. Con vách tề đó mình đã hút cỡ này. Hút không thấy bừa. Hết hồn chạy á. Hay chạy đi mê luôn á trời. Đẩy bay. Lúa sập tùm lum nữa đó nha các bạn, chứ không phải mà lúa đứng không. Đúng là cây này. Đây phải nó đỉnh luôn. Đó, anh em dơ ra. Dở mà hút lên vậy là bắt đầu là dàn quạt nó ngưng đó các bạn. Quá hay. Đỉnh thiệt chứ. Quá chạy rồi. Máy gì mà chạy quá trời chạy luôn. Ừ, chạy quay không kịp luôn. Tốc độ đỉnh gì trời. Ê mà thấy cái này ngon ngộ nè. Thấy hay cái là chế dàn quào sao mà ác gì. Đặt trên mạng đó. Đặt trên mạng luôn hả? Không cái thấy em hạ xuống bắt đầu dàn quào mà nó mới bư. Làm cái lò xo nó tự động. Vậy đó hả? Chỗ nào đâu ta, cho coi xem cho anh em xem rồi chút đỉnh coi. Mình nói đó, trời ơi. Thường mà có gì đâu. Không, cái dàn quào mình màu tròn đẹp quá. Cái này mà em phải em sơn màu cái nữa, nó quờ đẹp lắm luôn. Giống như mấy cây của bên Thái á. Ừ. Tại sao mày răng cho mình xích như vậy? Đó, chạy à.
Ừ, à, cái bơm đậu cái quạt chó luôn nè. Ủa em mình nói cái lò xo chỗ nào ta đây hả ta? Này tăng đưa nhằn vào dở lên thì đây. Ồ, vậy là phải các bạn. Đây nó đi liền với cái hàm, đây cái hàm đó các bạn. Anh em câu cái lò xo vô đây, câu cái lò xo vô đây các bạn. Mình buộc tăng đưa ở đây nha. Nếu mà cái hàm mà nguyên cái hàm này mình hạ xuống thì nó sẽ cái tăng đưa nó sẽ ăn cọng dây vô, nó sẽ xiết cọng dây vô đó làm chạy. Còn mình dở hàm lên thì cái này nó sẽ hả ra. Quá hay ta. Rồi chỉ bao nhiêu thôi các bạn. Đây các bạn thấy anh em chế rồi, đơn giản nha. Đó hạng cây vô đây nè. Hạng cây vô đây rồi mình lấy cái tăng đưa câu đây. Rồi lên đây. Đó mình hạ xuống. Thì nó sẽ gịch này xuống. Nó gịch này xuống thì nó đè qua lại này vô, nó ăn cọng dây vô. Rồi mình dở lên thì cái cọng dây này nó sẽ giục ra. Đó, quá siêu. Tự chế. Nó câu đây ha. Hay. Ấy da. Vậy là ăn liền vô cái hàm thôi. Nó chạy tốc độ siêu nhanh thiệt chứ. Còn bên máy kéo anh em thì đang giục xích luôn. Kéo giục xích rồi. Bây giờ đang đợi đấy để gắn xích vô. Tài xế tâm nha các bạn. À, hết hết vụ mấy cài, giờ quay qua đi mấy cắt luôn nè. Thấy giỏi ghê lắm nha. Rồi đi. Hỏi coi có ông nào mà mấy cài mà có con gái chưa, mấy chồng không, gã chịu luôn nè. Có gã chịu nè. Đang ế phải không? Đang kiếm bà dâu cho mẹ. Ờ, đang kiếm dâu cho mẹ. Rồi bây giờ mình lên máy mình quay các bạn. Mình lên quay cho anh em xem tham khảo chơi. Đó thì anh em đổ cái bô. Đây thì cây 70 các bạn ơi, 70 blue thôi. Đó. Đổ quạt luôn hả? Đó bây giờ mình lên đây chủ yếu là mình quay cái bô cho anh em xem nha. Coi nè. Trời ơi, nguyên một cây bô inox luôn. Cái này anh em mà chơi đâm thẳng lên rồi đâm ngang chứ không có đâm ngang sau nha các bạn. Với hồi nãy mình nghe cái tiếng mình kiếm cái bô hoài mà không gặp, không biết nó nằm ở đâu. Thì ra nó nằm còn ngang trên đây. Đó, đây các bạn thấy không, khúc à, khúc thì thẳng xuống à, nối cái cò nó ra ha, nguyên ống inox luôn, nổ nghe tét gèn luôn. Rồi chế cái quạt hứng cho anh em nè. À, 70 nha các bạn. Chạy tốc độ thôi à, siêu nhanh luôn. Thì nãy mình có quay thì các bạn cũng đã thấy tốc độ của anh em chạy đó. À, thôi mình cũng quay lại cái trên đây để cho anh em xem cho nó rõ đi chứ. Cái cây này bây giờ là nó cây chả thôi, nó vô tác dụng rồi. Hồi trước thì cái cây vàng vào. Nè các bạn, bây giờ anh em tháo cái vàng vào ra. Hồi đó mình kéo vậy thì bắt đầu nó mới rút cái này ha. Nó còn bây giờ thì anh em bỏ chế đây ha, nó đi liền vô dưới cái hàm mình, cái hàm hạ xuống thì nó gịch cái vali này vô ha, là nó ăn vô với cọng dây băng tải. Anh em dở cái hàm lên thì nó hở cái này ra thì bắt đầu cọng dây băng tải nó giục ra đó, thì sẽ vàng quà mình không bư. Quá hay, đó là chế tự động nha các bạn, đó tự chế thôi. Với cái vàng quà màu tròn đẹp quá nè các bạn. Nghe nói anh em mà đặt cái vàng quào này nó ở trên mạng. Rồi. Đó, quay sơ sơ gì cho anh em xem được hai cái là anh em đổ lên cái bô. Dưới
tự chế cái bông bư, cái dây bông bư nè các bạn, liền luôn ha, dòng liền luôn nha các bạn, không có gời nha. Của mình hồi trước nó đi đi xéo đây nè, xéo đây, xéo xuống đây ha. Còn bây giờ ôm cái vòng tròn luôn, tròn mà nó liền luôn ha, hai bên luôn đó. Rồi thì mình cũng quay sơ lược tí xíu cho các bạn xem tham khảo, tốc độ siêu nhanh.